Hôm nay mời các bạn cùng XTV đến với update. Lương Faker gần bằng cả đội Gen Z. Riot mở bán hiệu ứng nổ nhà chính. Bảng xếp hạng chính chủ 80 đội tuyển. Hé lộ mức lương khủng của các đội LCK, Faker gần bằng cả Gen Z. Trước thềm chung kết thế giới 2024, cộng đồng fan LCK liên tục có các chủ đề thảo luận về 4 đại diện tham dự giải. Trong đó, mức đầu tư của các đội là điều được nhiều người quan tâm. Trước việc Hangwha Esports lên ngôi vô địch LCK hè 2024, đội này được cho là đã thu được thành quả xứng đáng với mức đầu tư khủng. Do đó, điều fan quan tâm là đội tuyển bảo hiểm này đã chi trả số tiền thế nào, đặc biệt là tương quan với các ông lớn còn lại của LCK. Một nguồn tin từ giới eSports Hàn chia sẻ trên FM Korea, Hangwha đã phải bỏ ra hơn 10 triệu đô một năm, 245 tỷ đồng để vận hành đội. Người nhận lương cao nhất chính là xạ thủ Viper, khoảng 4 triệu đô một năm, 98 tỷ đồng. Tất nhiên, con số này của Hangwha chỉ kém T1, đội được cho là có quỹ lương hàng năm lên tới 15 triệu đô, 368 tỷ đồng. Trong đó, Quỷ Vương Faker chiếm 50% với con số 7-8 triệu đô, 170-190 tỷ. Lương của một mình Faker được cho là ngang ngửa với cả đội hình Gen Z khi tổng lương của Chovy và đồng đội cũng chỉ loanh quanh 7-8 triệu đô. Điều này không quá khó hiểu khi Faker là GOAT của Liên minh Thế giới. Giá trị anh mang đến cho đội gồm rất nhiều mặt, chứ không đơn thuần là danh hiệu. Ngoài ra, cộng đồng cũng nhận định số tiền đầu tư của các đội tương ứng với thành tích họ đạt được. Với cả 4 đại diện tham dự chung kết thế giới đều là 4 đội tiêu tốn nhiều tiền lương nhất giải. Hạt giống số 3 D-Plus Kia cũng có quỹ lương khoảng 6 triệu đô, trong khi KT chi tiêu rẻ rẻ hơn với 3 triệu đô. Các đội còn lại gồm nhiều tuyển thủ trẻ và đặt mục tiêu thấp hơn như Brion chi khoảng 1 triệu đô mỗi năm cho toàn bộ đội hình. Riot sắp mở bán hiệu ứng nổ nhà chính, cộng đồng vẽ ra nhiều trò hút máu khác. Riot sắp mở bán hiệu ứng nổ nhà chính trong Liên minh. Tin này vừa được kênh chuyên giới thiệu skin mới Skin Spotlight chia sẻ. Theo đó, biểu tượng và hoạt ảnh nổ nhà chính đã xuất hiện trong các tệp dữ liệu ẩn của Liên minh và được cộng đồng tìm ra. Dù chưa chính thức xác nhận, nhưng nhiều khả năng đây sẽ là hiệu ứng trang trí mới mà đội ngũ thiết kế sắp ra mắt. Trước đó, các vật phẩm trong Liên minh gồm skin tướng và đa sắc, mẫu mắt, biểu tượng và biểu cảm. Những năm gần đây, Riot liên tục bị tố hút máu người chơi khi dần tăng giá vật phẩm, cụ thể là các skin đa sắc mang tính gacha, hay mới nhất là skin Ari của Faker với giá lên tới 500 đô la Mỹ. Chính vì thế, thông tin hiệu ứng nổ nhà chính sắp được mở bán cũng không khiến nhiều người bất ngờ. Điều này được cho là giống việc Riot bán các linh thú tí nị đặc biệt có hiệu ứng kết liễu trong đấu chân chân lý. Cũng có nhiều người cho rằng điều này khá thú vị và họ sẽ mua nếu giá cả hợp lý. Trong khi không ít game thủ lo ngại, hiệu ứng mới sẽ mở đường cho Riot ra mắt thêm hàng loạt vật phẩm trang trí khác như hiệu ứng biến về, skin Baron, quái rừng, hoạt ảnh phá trụ hay hoạt ảnh khi hạ tướng địch. Sự thật đằng sau những khoảnh khắc nhắm mắt của Faker khiến fan xót xa. Trong các trận đấu của T1, hình ảnh Faker nhắm mắt trong khoảng thời gian nghỉ giữa các ván đã trở thành cảnh tượng quen thuộc. Nhiều người cho rằng đây là cách để anh lấy lại sự tập trung và bình tĩnh, đặc biệt những lúc T1 gặp khó. Tuy nhiên, sự thật đau lòng đằng sau hành động này đã được hé lộ trong trailer bộ phim tài liệu sắp công chiếu của T1, khiến fan không khỏi xót xa. Trong trailer của T1, Rose Together, không ít khoảnh khắc Faker nhắm mắt không đơn thuần để tập trung, mà thực chất anh đang phải kìm nén cơn đau do chấn thương. Faker từng chia sẻ, cánh tay anh bị tê liệt đến mức không thể nâng nổi chiếc ba lô. Cảnh tượng này xuất hiện trong trailer khiến khán giả phải sốc trước độ nghiêm trọng của chấn thương mà Quỷ Vương đang phải chịu đựng. Bố Faker cũng lên tiếng, tiết lộ chấn thương này đã bắt đầu từ vòng 1 của LCK hè 2023. Ban đầu, Faker chỉ mất cảm giác ở các ngón tay sau mỗi trận đấu, nhưng sau một thời gian,
tình trạng kéo dài cả ngày và trở nên nghiêm trọng. Hình ảnh faker gặp khó, ngay cả với các hành động đơn giản như đeo ba lô, khiến fan không khỏi xót xa. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, khán giả bày tỏ lo lắng về tương lai của faker. Với một tuyển thủ đã thi đấu đỉnh cao hơn 11 năm, chấn thương là không thể tránh. Nhưng đến mức tê liệt cả bàn tay, nhiều người lo ngại anh sẽ không thể tiếp tục thi đấu trong tương lai gần. Nhìn lại hành trình của faker, không ai có thể phủ nhận những cống hiến và nỗ lực mà anh đã dành cho T1 và cả làng Liên Minh. Thế nhưng, với tình trạng hiện tại, rất có thể thời gian của anh với eSports đang dần cạn kiệt. Nhiều fan trung thành của faker thừa nhận, dù anh vẫn còn nhiệt huyết, nhưng đây có thể là dấu hiệu cho thấy faker cần thời gian nghỉ ngơi thực sự. Chuyên gia dự đoán vị tướng sẽ thống trị chung kết thế giới. Chung kết thế giới đã đến rất gần và giờ là lúc để các phân tích viên, bình luận viên, các nhà sáng tạo nội dung nhận định về meta giải đấu. Carol, cựu tuyển thủ chuyên nghiệp và streamer hàng đầu châu Âu, mới đây đã dự đoán các tướng sẽ được ưa chuộng tại chung kết thế giới 2024. Anh có tham khảo bảng xếp hạng của streamer LS và đồng ý với quan điểm của người đồng nghiệp rằng Yone và Zik sẽ là hai tướng bị tranh rất nhiều. Yone đang có tỷ lệ thắng 52,32% ở đường trên và 51,93% ở đường giữa, không quá cao. Tuy nhiên, trong chuyên nghiệp, Yone lại đặc biệt được ưa chuộng. Chỉ tính riêng vòng loại khu vực LCK vừa qua, Yone đã được chọn tới 8 lần, 1 lần đường trên, 7 lần đường giữa, với tỷ lệ thắng cao ngất, 87,5%. Dù hiệu quả như thế, nhưng anh ta lại không bị cấm nhiều, chỉ 2 lần suốt vòng loại khu vực. Zik thậm chí còn được chọn nhiều hơn cả Yone, với 10 lần chọn, 3 lần cấm và tỷ lệ thắng 50%. Gã chuyên gia chất nổ có thể chơi rất an toàn và chủ động ở đường dưới, không cần nhiều tài nguyên, đẩy trụ nhanh và combo combo cực kỳ hiệu quả. Trong một meta mà xạ thủ được đẩy ra mid, việc có Zik ở đường dưới sẽ giúp người đi rừng giảm bớt áp lực và có thể chơi các chất tướng tanker, đấu sĩ AD thay vì AP. Nhìn chung, cả Kero và LS đều đánh giá Yone sẽ là tướng thống trị meta, còn Zik là lựa chọn an toàn, sẽ bị tranh nhiều trong khâu cấm chọn. Kero cũng dự đoán meta sẽ chuyển dịch theo hướng pháp sư xuất hiện ở đường giữa nhiều hơn và người đi rừng có thiên hướng chơi đấu sĩ AD như Scanner, Vi, Virgo. Các tướng đường giữa có thể comeback sẽ là Tuyết Dược Phết, Silas, Ahri và Talia. Thậm chí, Ryze, Syndra và Lissandra cũng có thể được chọn tùy tình huống. Các pháp sư thuần này là sở trường của faker, vậy nên hy vọng nó sẽ phần nào giúp T1 có phong độ tốt hơn. Levi lọt top tuyển thủ giá nhất chung kết thế giới. Năm nay, chung kết thế giới sẽ được tổ chức tại châu Âu từ ngày 25 tháng 9 đến mùng 2 tháng 11 với sự góp mặt của 20 đội tuyển xuất sắc nhất. Trước thềm giải đấu, ban tổ chức vừa công bố một tin bên lề thu hút quan tâm, đó là danh sách 10 tuyển thủ giá nhất tham dự chung kết thế giới 2024 với một cái tên đến từ Việt Nam. Trong đó, CoreJJ đứng đầu với 30 tuổi, 87 ngày. Theo sau là Impact, Evi, Faker, Oddi, Maple, Dien Quedo, Levi, Seohu và cuối cùng là Peanut, 26 tuổi, 227 ngày. Levi của VZ chúng ta đã lọt top với 26 tuổi, 304 ngày. Có thể thấy, độ tuổi trung bình của tuyển thủ Liên Minh đang ngày một tăng. Giờ đây, không chỉ các tài năng trẻ mà ngay cả các lão tướng cũng có đất diễn. Riot lần đầu ra mắt bảng xếp hạng đội tuyển chính thức. VZ ở đâu? Như chúng ta đều biết, trong mỗi giải đấu quốc tế, thường sẽ xuất hiện hàng loạt bảng xếp hạng sức mạnh đội tuyển hay tuyển thủ. Nhưng thông thường, các bảng xếp hạng này sẽ được đánh giá bởi các trang tin hay các bình luận viên, streamer. Đến hôm nay, Riot đã ra mắt bảng xếp hạng chính thức về toàn bộ các đội tuyển liên minh trên thế giới với 80 đội xoay quanh hệ thống giải đấu chung kết thế giới. Trong danh sách, không mấy bất ngờ khi những cái tên từ LCK và LPL hoàn toàn thống trị. Genji top 1, Bilibili Gaming top 2, Hangwala Esports top 3. Còn với VZ, đội tuyển xếp hạng cao nhất của Việt Nam là GAM ở top 37. Tiếp theo là Viking Esports top 48, Team Secret top 57. Nếu xét sức mạnh của cả giải đấu, LCK đang dẫn đầu với 1.946 điểm. Tiếp đến là LPL với 1.830 điểm, LEC 1.600, LCS 1.493. Sau 4 khu vực lớn là 4 khu vực tầm trung gồm PCS,
826, VCS 771, CBLOL 661 và LOA 569. Theo Riot, bảng xếp hạng Global Power Rankings được xác định một cách hỗn hợp. Riot sẽ đo chỉ số ELO của một đội và ELO của cả giải đấu. Công thức cụ thể là điểm sức mạnh bằng 80% ELO của đội cộng với 20% ELO của giải đấu. Sau mỗi trận, chỉ số sẽ được thay đổi và cập nhật liên tục dựa trên sức mạnh của đối thủ, biên độ chiến thắng, cấp độ giải đấu. Vậy nên sau mỗi trận đấu tại Chung kết Thế giới 2024, Riot sẽ cập nhật số điểm trên bảng xếp hạng này. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!